Kênh Giá Lúa Gạo ngày nay rất vui khi được chào đón quý bà con và các bạn. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký. Quý bà con và các bạn đừng quên ấn chuông để không bỏ lỡ những thông tin thị trường chính xác được cung cấp mỗi ngày trên kênh. Sự đồng hành và ủng hộ của quý vị luôn là nguồn động viên quý giá đối với ban biên tập chúng tôi. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Giá lúa luôn biến động thất thường và không có sự cố định, luôn có sự dao động giữa các thời điểm và các tỉnh địa phương khác nhau. Thưa quý bà con và các bạn, nhìn về triển vọng thị trường năm 2024, các chuyên gia dự báo giá gạo sẽ tiếp tục ở mức cao do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu của nhiều nước ở mức cao. Về nguồn cung, Ấn Độ tiếp tục duy trì chính sách hạn chế xuất khẩu gạo, thậm chí siết chặt thêm các chính sách này để kiềm chế giá lương thực trong nước. Điều này được Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo rằng sẽ khiến thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 5 triệu tấn gạo trong năm 2024. Một yếu tố khác theo các chuyên gia đó là hiện tượng thời tiết El Nino đang vào cao điểm và nhiều khả năng sẽ kéo dài đến giữa năm 2024, sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất lương thực ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Về nguồn cầu, theo các chuyên gia, nhiều quốc gia gồm Philippines, Indonesia, Malaysia tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu khá lớn. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang ST21 9.300 đến 9.500 đồng một ký, IR504 9.500 đến 9.600 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.700 đến 9.900 đồng một ký, OM18 9.600 đến 9.800 đồng một ký, OM5451 9.500 đến 9.600 đồng một ký, Nàng Hoa 9 9.600 đến 9.800 đồng một ký, VNR20 9.400 đến 9.600 đồng một ký, Tài Nguyên 9.200 đến 9.300 đồng một ký, ST24, ST25 9.600 đến 10.000 đồng một ký, RVT 9.400 đến 9.700 đồng một ký, lúa Nhật 9.300 đến 9.500 đồng một ký và Jasmine 9.000 cho đến 9.300 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang OM5451 9.500 đến 9.600 đồng một ký, Nàng Hoa 9 9.400 đến 9.500 đồng một ký, OM18 9.500 đến 9.700 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.500 đến 9.700 đồng một ký, IR504 9.300 đến 9.500 đồng một ký, nếp khô Long An 9.600 đến 10.000 đồng một ký và nếp tươi Long An 7.800 cho đến 8.000 đồng một ký. Nếp khô An Giang 9.600 đến 10.000 đồng một ký, gạo nguyên liệu 13.350 đến 13.500 đồng một ký, gạo thành phẩm 15.600 đến 15.700 đồng một ký, tấm 11.700 đến 11.800 đồng một ký và cám 6.700 cho đến 6.800 đồng một ký. Giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau OM4900 9.100 đến 9.300 đồng một ký, OM5451 9.400 đến 9.700 đồng một ký, IR50404 9.400 đến 9.600 đồng một ký, OM18 9.500 đến 9.700 đồng một ký, lúa Nhật 9.300 đến 9.400 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.600 đến 9.800 đồng một ký, Nàng Hoa 9 9.700 đến 9.900 đồng một ký, RVT 9.400 đến 9.700 đồng một ký, ST24, ST25 9.500 cho đến 9.800 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang IR50404 9.400 đến 9.600 đồng một ký, OC10 9.300 đến 9.400 đồng một ký, OM380 9.500 đến 9.600 đồng một ký, OM4900 9.100 đến 9.200 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.600 đến 9.800 đồng một ký, OM5451 9.400 đến 9.600 đồng một ký, lúa Tài Nguyên 9.100 đến 9.200 đồng một ký, RVT 9.300 đến 9.600 đồng một ký, lúa Nhật 9.200 đến 9.500 đồng một ký, ST24, ST25 9.600 đến 10.000 đồng một ký và Jasmine 9.000 cho đến 9.300 đồng một ký. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long
IR50404 9400 đến 9700 đồng một ký, OM18 9500 đến 9700 đồng một ký, OM5451 9400 đến 9600 đồng một ký, Saponica 9200 đến 9300 đồng một ký, OM380 9300 đến 9500 đồng một ký và lúa Nhật 9100 cho đến 9400 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang IR50404 9300 đến 9400 đồng một ký, OM18 9600 đến 9800 đồng một ký, OM5451 9300 đến 9500 đồng một ký, Đài Thơm 8 9500 đến 9800 đồng một ký, OM380 9300 đến 9500 đồng một ký và ST21 9300 đến 9500 đồng một ký. Lúa Nhật 9100 đến 9500 đồng một ký, Saponica 9000 đến 9300 đồng một ký, Xermin 8900 đến 9200 đồng một ký, OM576 9100 đến 9300 đồng một ký, OM4218 9000 cho đến 9200 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An OM18 9500 đến 9700 đồng một ký, OM5451 9400 đến 9500 đồng một ký, Đài Thơm 8 9500 cho đến 9800 đồng một ký, IR50404 9300 đến 9400 đồng một ký, OM380 9400 đến 9500 đồng một ký và nếp tươi Long An 7900 cho đến 8100 đồng một ký. Jasmin 9000 đến 9100 đồng một ký, ST25 9500 đến 9700 đồng một ký, Nàng Hoa 9 9400 đến 9600 đồng một ký, OM4900 9100 đến 9200 đồng một ký, OM9577 9000 cho đến 9200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Tây Ninh OM576 9100 đến 9400 đồng một ký, IR504 9300 đến 9500 đồng một ký, Đài Thơm 8 9500 đến 9800 đồng một ký, OM6976 9200 đến 9300 đồng một ký, OM5451 9300 đến 9600 đồng một ký, OM4900 9100 đến 9300 đồng một ký và OM34 9200 cho đến 9300 đồng một ký. Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Hoa 9 19.500 đồng một ký, gạo Nàng Nhen 26.000 đồng một ký, gạo Jasmin 16.000 đến 18.500 đồng một ký, gạo Tẻ Thường 12.000 đến 14.000 đồng một ký, gạo Trắng Thông Dụng 16.000 đồng một ký, gạo Thân Thái Hạt Dài 18.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo Hương Lài 19.500 đồng một ký, gạo Sóc Thường 16.000 đến 17.000 đồng một ký, gạo Sóc Thái 18.500 đồng một ký, gạo Thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký và gạo Nhật với mức giá 22.000 đồng một ký. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con và các bạn đã bớt chút thời gian lắng nghe bản tin về giá lúa gạo của ban biên tập chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ thông tin đến tất cả mọi người. Xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.